Chào các bác đã quay lại với kênh YouTube của Cơ sở Âm thanh Sơn Túc Đỏ nhé. Thì ngày hôm nay em về cho các bác, đây là một lô loa có thể nói là rất là đẹp, một dòng bản rất là giới hạn, rất là mắc và rất là hay của thương hiệu ETC, một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Mỹ. Thì lô loa này bên em về số lượng cũng khá khá bác nhé, rất là vui được khá khá. Bởi vì trong thời điểm khó khăn như thế này mà lấy được số lượng loa tốt và loa đẹp như thế này là sự rất là hiếm, không phải cửa hàng nào họ cũng làm được. Và ngày hôm nay bên em về có bác, đây là một bản loa ETC với cái mã là PX160, một phiên bản kéo dài của dòng loa ETC, một đồ bản rất là hiếm trên thị trường, cực kỳ hiếm luôn, nhưng mà hiếm thường các bác sẽ không thể tin được ngoài thị trường có cửa hàng nào hiện tại có dòng loa này, rất là ít có bác nha. Dòng loa này vẫn có nhưng mà rất là ít khi chúng ta gặp trên thị trường, rất là hay. Một dòng loa Bass 25 thiết kế tuyệt vời đẹp, lô này của em đẹp dã man luôn, không phải là nó phết nhưng mà thực sự em rất tự hào về cái lô loa này của em, nó rất là đẹp. Nó đẹp kinh khủng luôn, góc cạnh không chảy xước luôn, ghê chứ, quá đẹp luôn các bác. Hàng bãi mà như thế này là tuyệt vời, cất công lắm mới tìm được lô loa như thế này. Ê căng thép đục lỗ, có màng lục bụi phía trong, loa rất là dài. Nó sẽ có hai bản, một bản tiêu chuẩn đây, nó cũng sẽ có hai chung và hai tép, nhưng nó ngắn hơn. Còn đây là bản kéo dài, đặc biệt kéo dài thì nó sẽ dài hơn, bác nhìn này. Đây, nó đang dư đây, đây lại dư một khúc này, đây, nó sẽ dài hơn so với cái bản tiêu chuẩn một chút. Đấy, thì những đôi loa này nếu các bác để ý lên trên mạng cứ tìm thoải mái mà, đây là công khai, mọi người cứ lên mạng tìm thoải mái thì cái giá của dòng loa này nếu cách đây khoảng hơn một năm, các bác cái bản này này, cái bản tiêu chuẩn này này, các bác đã phải bỏ ra với mức tiền tầm khoảng 5,3 triệu cho đến 5,5 triệu một đôi, chứ chưa nói là bản kéo dài. Bản kéo dài này các bác phải bỏ tầm khoảng 5,8 triệu một đôi, một triệu đôi đấy mà không có hàng bán. Nhưng ngày hôm nay thì cửa hàng bên em cho các bác một cái giá rất là tốt để chúc mọi người ở nhà, chúng ta tránh dịch, chúng ta ngồi hát karaoke. Dòng loa này rất là hay, nó sử dụng hai chung hai tép của Bass 25 tuyệt vời luôn, thương hiệu của Mỹ, rất là hay, tiếng Bass tuyệt vời. Với cái giá nó chỉ là 4,4 triệu cho một bộ cái lòng loa, đôi loa phiên bản kéo dài tuyệt đẹp, bao zin 100%. Đấy, bao zin 100%, hàng xịn luôn. Bác nào chứng minh đây không phải hàng xịn của ETC, em đèn gấp 3 lần 50 lần đèn. Đấy, cho các bác luôn. Tuyệt vời hay nhá, lòng loa bãi cực kỳ đẳng cấp của ETC. Với bảng thông tin phải nói là rất ấn tượng luôn, bảng thông tin lòng loa này rất ấn tượng. BX của 60, dãy tần của này đánh xuống tới 35 Hz. Đấy, 35 Hz là một cái dãy bát rất là sâu, rất là sâu về uy lực các bác nha. Và dãy bát của nó lên, là dãy tép của nó lên tới 20kHz, có nghĩa là 20.000 Hz, có nghĩa là tương đương với loa full. Tương đương với loa full. Đây, em sẽ cho mọi người xem luôn. Đây là một đôi loa full, là phụ, và giải bát của nó chỉ đánh lên đây, lên 20.000 Hz. Đấy, 20.000 Hz đẳng cấp như màu ép, như giải bát của chị xuống 60 Hz thôi, và lên 20.000 Hz là giải tép, là tép kèn các bác nhá. Đây là dòng tép kèn nhá, tép kèn nhá, lên cũng lên tới có 20.000 Hz. Và đây là một đồng loa tép giấy hai chung hai tép mà các giải tép của nó còn lên tới 20.000 Hz, các bác thấy kinh khủng không ạ? Và giải bát của nó đã sâu xuống gần gấp đôi cái đôi loa kia, đôi loa kia, trong khi loa kia mắc hơn. Giải bát xuống tới 35 Hz luôn. Các bác thấy bất ngờ chưa ạ? Giải bát rất là sâu, rất là sâu luôn, chứ không phải là sâu thường nữa, đẳng cấp luôn đấy. Với đôi loa mà nó nặng, thiết kế thùng sơn, sơn sần rất đẹp luôn này. Sơn sần các bác nhìn cái gai quá đẹp luôn, và đẹp đẳng cấp như này, bo cong thế này. Các bác để trên cái giá của em, cái giá cực kỳ đẳng cấp luôn, nhìn rất là sang chảnh luôn, rất đẹp. Và với mức tiền nó chỉ có hơn 4 triệu đồng cho một đôi loa này. Hơn 4 triệu thôi các bác ạ, chỉ có hơn 4 triệu đồng các bác có một đôi loa như thế này thì thực sự nó quá rẻ. Thời điểm hiện tại bây giờ mọi người đã mua đôi loa này rẻ hơn tới hơn 1 triệu đồng so với năm ngoái, thì thực sự không còn gì bàn gì để bàn cả rồi, rất là hay và đẳng cấp các bác nhá. Đấy, và ngay bây giờ không đợi các bác chờ lâu nữa, em sẽ mời các bác cùng xem cái nội thất đồng loa này nó đẳng cấp như nào. Lọ thông hơi phía trước nữa mới đẳng cấp lại hay nữa các bác nhá, tuyệt vời luôn đấy. Mời cùng xem đôi loa này của em một lần nữa và chúng ta đùng đi vào nội thất nhá. Đây các bác xem này, góc cạnh nó này, em chưa vệ sinh đâu nhá. Này, bụi đang lọ thông hơi bụi ra này, em chưa vệ sinh gì đâu. Các bác nhìn thấy lô loa em nó tuyệt vời không? Thực sự là em đã rất là cất công, rất là nhiều công sức để lọc được lô loa này. Đấy, rất là công sức các bác nhá. Bỏ chi phí rất là cao để mới lấy được lô loa này, nhưng mà mới ra bán cho mọi người rất là tốt, cái này thực sự là một điều rất là vui. Cũng thảm bên em nhân dịp mà đang căng thẳng về dịch bệnh mà bên em góp phần cho mọi người một chút đôi loa hay để mọi người ở nhà cùng hát với nhau, giải trí, vợ chồng cùng hát với nhau, tránh ra ngoài, tránh dịch các bác nha. Và bây giờ các bác cùng xem cái nội thất của dòng loa này, chim ngưỡng các bác nha. Bác cùng xem cái nội thất của đôi loa này các bác nha. Thì mọi người nhìn vào nó sẽ thật có một bát 25. Đấy, và hai chung.
hai chung và hai tép. Thì hai tép dòng loa này hoặc là họ sử dụng tép lệnh cho nên nó sẽ hơi hướng lên trên, hướng lên trên nó tỏ cái âm lên trên các bác nhá. Và hai cái chung thì chúng ta sẽ là ở trung tâm. Đấy, đây là một dòng loa thương hiệu của Mỹ cho nên tất cả từng tem chắc họ sẽ đẹp và gắn rất là rõ của dòng loa luôn. Với dòng dâu loa thì mọi người nhìn kỹ cho em cái dâu dâu tép, thì cái dâu tép này nó sẽ giống, các bác nhìn thấy giống gần như là 90% nó giống y chang trên dòng tép của hãng DK Đa Năng Kinh. Cái dòng tép tấm mịn này giống lắm, kể cả chất lượng màng luôn. Nhưng đối với con tép thì nó đã khác nhau. Tép dòng này thì các sẽ nói chung con này thì nó là chung từ kép. Đấy, để bằng kèo dính vào. Đấy, chung từ kép các bác nhá. Chung từ kép. Và trên đây họ ghi rõ chúng ta đây là California này, CA91775 này, USA. Đấy. Và mã con tép này. Đấy, mã con tép này các bác nhá. Rất là đẹp đúng không ạ? Tép rất là xịn luôn. Tép từ kép nhá. Con tép tuyệt vời đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn kỹ cho em, tép tuyệt vời đẹp luôn. Dòng tép màng hơi ngã, xanh. Đấy. Đây là một con chung. Đấy, chung cũng vậy là California 9775. Đấy, USA. Mã là 20031F. Đấy. Con tép thì họ sẽ dùng sự đấu đôi tiếp. Đấy, tép thì họ sẽ đấu tiếp là tép 4 ôm. Đấu đôi tiếp với con tép bên này là thành 8 ôm. Đấy, họ sẽ đấu tiếp với nhau. Cho nên là các bác để ý cho em, nếu sử dụng mà không thấy là một con tép hát thì cả hai con sẽ nó sẽ không hát theo. Tép này, con tép đây. Tép nằm trầm quá bóng luôn các bác. Dòng thương hiệu của Mỹ họ làm nó nằm trầm quá bóng luôn. Điên xịt luôn. Dòng nằm trầm mà điên như thế này là từ tính rất là cao các bác nhá. Đấy, từ tính rất là cao luôn. Tép là tép vuông. Đấy, họ sử dụng một tép vuông các bác nhá. Rất đẹp đúng không ạ? Mọi người nhìn thấy họ bố trí rất là hay. Bố trí một chung đây tép vảnh lên hai bên. Lỗ thông hơi thì họ làm hai lỗ thông hơi rất là bé. Đấy, họ cái hình bầu dục ở phía trước. Đấy, họ làm kiểu bầu dục ở phía trước. Rất là hay. Đó là rất là hay. Cái kiểu họ lộ thông hơi này cho nó tiếng bắt nó khá là đầm, bởi vì là họ không thoát quá nhiều hơi ra ngoài. Tưởng tượng giống kiểu loa nén vậy ạ. Rất tuyệt vời bác nha. Còn về cái bát loa thì chẳng xa lạ, nói chung là cái loa này nó rất là nhiều hơi hướng, nhiều hãng các bác rất là hay. Cái màng loa và cái kiểu dâu tất cả mọi thứ nó, phía trước chúng ta sẽ nhìn thấy là nó gần như giống loa Marang của Nhật vậy ạ. Loa Marang của Nhật lắm. Chất liệu màng loa là màu xanh rêu. Dòng này là dòng màu xanh rêu. Đó, dâu dài. Nón là nón đúc. Đấy, kiểu đúc nhá, kiểu là kiểu đúc chứ không là kiểu rắn các bác nhá. Kiểu này các bác không thể xả được đâu. Kiểu này mà muốn làm lại bắt buộc là phải cạy nát rồi thôi. Chứ là kiểu này các bác xả xăng nó không nhả được đâu nhá. Cái này là kiểu đúc kiểu hai thành phần. Đấy, cho nên là dòng này là rất là chắc luôn. Gân loa đang rất là tốt này, dâm zin nhá. Nhưng mà nếu bác nào mà muốn thay cái gân mới là bây em thay thu thêm tiền đấy. Bác nào muốn cắt gân zin này ra để thay gân bằng gân mới dùng yên tâm á, dùng vài năm sau mới lo nghĩ chuyện thay gân á, thì sẽ thêm bên em 100.000 tiền công. Đấy, nói thẳng luôn, mấy cái tiền gân này em cũng không có là đi làm được, mà em phải thuê thợ đi thành phố thuê thợ họ làm. Cho nên là những đôi loa mà các bác mà muốn, nhiều người muốn bên em hỗ trợ thay gân á, thì bọn em lấy công 100.000, bởi vì bọn em thuê hết 100.000 thì em lấy đúng các bác 100.000 thế thôi, chứ còn em không lấy thêm đồng nào cả. Quản gân thì đang khá là tốt, nhưng mà đương nhiên gân zin thì họ đã sử dụng rồi, đang rất là chưa chạm thì cái này đấy rất là tốt đúng không ạ. Nhưng mà đương nhiên là gân zin thì dùng năm hoặc là vài tháng rách lúc nào không biết, các bác tự xử lý nhá. Cái này là gân zin bao zin mà, đấy đang tốt, khá tốt đấy. Nhưng mà nếu bác nào mà muốn được làm gân mới thì thêm tiền. Đấy, rõ ràng quan điểm nó bán rất là rõ ràng nhá. Ốc tháo đằng dính đây các bác này. Để luôn. Trên này cũng vậy luôn. California 91775 USA cũng ETC. Đẹp rất là đẹp. Với mã con này là HR1611. Trước nghĩa là có tại con này đầy cùng một mã đấy. Chung thì cái kiểu như là một mã sơ mã dây chuyền. Từ kép rất là dày bác nhá. Các bác nhìn cho em thì cái con này cũng là từ kép giống như các hãng khác thôi. Nhưng mà con này cái từ nó khá là dày. Nó khá là dày. Đấy, hai thừa phần từ của nó khá là dày. Và hai phần từ này gần như là gần tương đương nhau. Nó không lệch nhau nhiều các bác nhá. Rất đẹp đúng không? Rất đẹp luôn. Nhện này. Đấy. Nhện là nhện 5 sóng luôn này. Cho khoảng đánh rất là rộng này. Nhện 5 sóng luôn nhá. Rất đẹp đúng không các bác? Con này là con 51 này. Con 51. Rất đẹp. Nó tuyệt vời đấy. Nó lo đúng là thằng... cái thằng ETC này theo cái sản xuất theo cái kiểu là tiêu chuẩn của công nghệ của thằng Hoa Kỳ, cho nên họ làm khá là tốt, kiểu dáng cũng đẹp. Con này là bản kéo dài các bác nhá, cho nên là họ làm nó còn ngon hơn cả bản nhìn chất hơn cái thằng kia luôn á. Em kéo mạnh quá tí là cong cái này
à, về phân tần đây. Thì phân tần của những dòng loa nằm đấy, đúng như em không nói sai một chút nào. Chính xác là đôi loa này đã được sử dụng tụ Zotac. Tụ Zotac các bác này, đây này, con tụ này. Trong cái phân tần này thì đáng giá nhất là con tụ này. Tụ Zotac này. Tụ Zotac là một dòng tụ rất là mắc tiền các bác nhá. Rất là mắc tiền. Tụ nhái thị trường không đã mắc, chứ nói tụ xịn của Zotac đâu. Một cái tụ xịn Zotac này nó, nhớ không nhầm, nó vài chục đô. Vài chục đô. Đấy mà các bác hiểu rồi, một cái linh kiện nhỏ mà đã 30 đô thì nó rất là cao đúng không ạ? So với một cái phân tần thì nó nhiều thứ nữa thì nó rất là mắc. Tụ này, cái phân tần này thì nó hay, nó ngon hơn trong mấy dòng phân tần của đồng ấy nhiều. Marang hay là những dòng như là của BMB nhiều, đẹp hơn nhiều. Thì rất là ngon, ngon ngành luôn. Đấy, các bác nhìn em. Đặc biệt là con tụ này nó đáng tiền nhất này. Các bác để ý cho em, các bác có thể hỏi những cái cung đặc biệt các bác hỏi quen những ai mà bên âm thanh ấy. Thì những con tụ các bác thấy là sao mà những cái dòng phân tần mới bây giờ rất là rẻ, chỉ tầm khoảng hơn 1 triệu, 2 triệu là rất đẹp, bởi vì đang số là họ sử dụng những cái quần linh kiện rẻ tiền. Còn đối với những lòng thương hiệu đây, họ sử dụng những con tụ mắc tiền. Mà cái tụ Zotac này các bác đa số là những dòng loa mắc tiền họ mới dùng, đặc biệt như DMX họ dùng nhiều nhất. Đấy, DMX là dùng nhiều nhất, đặc biệt những dòng loa Mỹ họ hay dùng tụ Zotac, bởi vì tụ Zotac này nó khá là cao tiền các bác nhá. Đấy, mắc rất là hay, cho nên là nó đáng giá đấy. Còn với đôi loa này thực sự là cũng chẳng có gì để mà bàn cãi, nó quá đẹp các bác nhé. Kiểu dáng thì tuyệt vời luôn, không còn gì để chê nữa rồi. Còn cái giá này như em đã nói các bác ở đầu video này, nếu bác nào đang có nhu cầu liên hệ ngay cửa hàng bên em để chúng ta lấy được đôi loa này. Nó là trang trí tuyệt vời, hay, đẳng cấp luôn, không hay, được trả lại các bác luôn nhá. Nhận hàng kiểm tra thoải mái, tuyệt vời đẹp luôn, tự tin luôn đấy. Loa này không mua còn đợi loa gì để các bác, quá tuyệt vời rồi. Đấy, xin cảm ơn các bác rất là nhiều, cho mọi người nhớ ủng hộ kênh nhé.